Giữa cuộc đời này vẫn còn nhiều lắm những con người gặp khó khăn, đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật để giành lại sự sống. Khao khát được sống để thực hiện những ước mơ của mình. Thắng là một cậu bé không có được nụ cười, nhưng trong cậu vẫn ngời sáng một ý chí vươn lên và luôn tự tìm cho mình con đường đi riêng để chiến thắng số phận. Với đôi mắt sáng nhưng đượm buồn, một cơ thể nhìn đâu cũng thấy sẹo, khiến bất cứ ai gặp Dương Đức Thắng đều không khỏi chạnh lòng. Mới 22 tuổi, em đã vĩnh viễn mất đi nụ cười và 71% sức khỏe vì căn bệnh ung thư xương quai hàm. Em nhổ răng thì răng không mọc được, thì u cứ đẩy lên mà. Thế thì cứ đi viện tỉnh để cắt u thịt đấy, nhưng mà xong do quá trình cắt u lại cứ tiếp tục mọc. Thế xong rồi về đến viện Hà Nội thì lại tiếp tục mổ. Mổ thì là cắt đi sau u vẫn cứ tiếp tục mọc, không dừng lại. Thế là xong xét nghiệm ra thì bị là ung thư xương hàm, u ác tính. Thế là sau phải cắt bỏ đoạn xương hàm đi, thế xong rồi thay cái khung hàm hóa học. Bị bệnh hiểm nghèo từ khi lên 8 tuổi khiến tuổi thơ của Thắng không có những trò chơi vui vẻ cùng lũ bạn trong làng. Thay vào đó là 4 bức tường trắng của bệnh viện với những cuộc phẫu thuật kéo dài triền miên. Khi tôi nhận biết được mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo này, tôi rất buồn. Bố mẹ phải đưa tôi đi chữa bệnh ở rất nhiều nơi, cũng rất là tốn kém. Về sức khỏe của tôi thì cũng là bị ảnh hưởng rất nhiều, khiến tôi không còn được khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa nữa. Và những hoạt động của tôi thường ngày cũng gặp rất nhiều khó khăn. Dù bệnh tật đau đớn, nhưng Thắng vẫn không từ bỏ hy vọng được đi học như chúng bạn. Không tới trường học được, em vẫn tự học, kể cả những lúc phải nằm điều trị. Em đi viện thì những cái năm mà em mới bị cắt u, có nghĩa là cắt ở Hà Nội về đấy, lúc nào cũng lo. Về nhà không được học, nhưng mà thường xuyên vẫn sở sách ra hoặc là lại mượn của bạn bè chép. Nhìn hoàn cảnh gia đình và bệnh tật em phải gánh chịu, ai cũng xót xa và lo lắng cho tương lai của Thắng. Cháu Thắng là một người tuy gia đình hoàn cảnh nghèo khó, nhưng mà với sự hiếu học là cháu rất tích cực. Thế dù rằng căn bệnh có hiểu nhầm thế nữa, nhưng mà riêng với cháu Thắng là thấy một cái sự quyết tâm cao. Mà cũng đây là cũng bà con lối xóm thì thấy cháu như thế thì cũng thương tâm và cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Thế là quan tâm đến cháu, động viên cháu để học hành. Với sự hiếu học, nhiều năm liền em đạt học sinh khá giỏi. Nhưng nỗi trăn trở lớn nhất với em là có nên theo đuổi ước mơ hay dừng lại. Khi nhận được giấy báo đỗ đại học trên đây thì tôi cũng cảm thấy rất là mừng, nhưng một phần thì tôi cũng băn khoăn là không biết mình có nên đi học tiếp hay không, tại vì hoàn cảnh gia đình tôi lúc đấy cũng là rất khó khăn. Thương bố mẹ vất vả vì mình nhưng không thể làm gì khác, nên sự quyết tâm trong em càng lớn.
em luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp khi con người biết cố gắng. Tôi biết mình bị căn bệnh này khiến sức khỏe của tôi không được tốt nữa. Vì vậy, con đường duy nhất của tôi đó là học hành. Học tập tốt hôm sau tôi sẽ có một công việc thật tốt và từ đó tôi có thể giúp đỡ bố mẹ và cũng như chính bản thân tôi. Và nếu có điều kiện tôi có thể giúp đỡ những người có khó khăn như chính tôi ạ. Theo học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là những ngày tháng em phải sống tự lập, phải đối mặt với những khó khăn trong môi trường hoàn toàn mới. Khó khăn của tôi là về vấn đề sinh hoạt hàng ngày, nhất là việc ăn uống thì rất khó khăn, và vào một môi trường mới thì tất cả bạn bè đều mới, mọi người xung quanh cũng là không quen biết. Thế tôi cảm thấy khá là bỡ ngỡ. Dù biết sẽ nhiều khó khăn, nhưng vì tương lai phía trước và hơn hết không muốn bố mẹ buồn lòng, em đã cố gắng hòa nhập với các bạn cũng như phấn đấu học tập thật tốt. Thắng rất có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mình thấy Thắng cũng là một tấm gương cho rất nhiều người. Để như ở chính mình đây, nhìn đầu tiên thì việc học thì cũng hơi lơ là, mà nhìn thấy bạn ấy chăm học mình cũng thấy một phần đều chạnh lòng đấy. Mình cũng cố gắng theo, thấy bạn là mình cũng phải học theo rất nhiều. Một cậu sinh viên đầy nghị lực vươn lên và bao ước mơ hoài bão khiến thầy cô và bạn bè nể phục. Mọi người luôn lấy em là tấm gương để cố gắng phấn đấu. Theo tôi đánh giá thì em là có rất có cái năng lực và rất có ý chí vươn lên trong cái điều kiện sức khỏe như các bạn nhìn thấy thì nó cũng không được như mọi người. Và em thì đặc biệt là tôi ấn tượng nhất là cái thành tích học tập, thì tôi nhìn vào kết quả và cuối kỳ chúng tôi thường có những cái bảng đánh giá chung, thì tôi nhìn vào đấy tôi rất ấn tượng em. Hơn nữa thì em cái việc em cũng rất mạnh dạn, là những cái gì không hiểu là em cũng trao đổi thẳng thắn với chúng tôi. Mỗi ngày đến trường với em là một niềm vui, là một ngày được trải nghiệm với những kiến thức mới và có thể quên đi những đớn đau về bệnh tật. Rất ít người có thể có được cái nghị lực như thế, bởi vì là khi mà cái ngoại hình thường thì chúng ta lại rất chi là tự ti, nhưng mà riêng Thắng thì thay vì bằng việc tự ti thì bạn lại nỗ lực trong cái việc học tập. Ấn tượng của mình đó là bạn có một cái điểm số khá là cao so với những người khác, bởi vì là trong cái quá trình học tập ấy thì bạn thường tận dụng những cái thời gian rảnh có thể để bồi đắp cho cái việc học, và cái kết quả mang lại thì nó cao và nó để lại một cái ấn tượng cho mình. Mình nhìn bạn bằng một cái ánh mắt khác hoàn toàn so với cái nhìn nhận ban đầu. Một thân một mình trên thành phố, nhiều khi em phải gồng mình với những khó khăn, không thể ăn uống như bình thường. Lúc này chiếc máy xay là thứ quan trọng nhất đối với em mà mẹ đã dành dụm để mua nó. Em thì bệnh tật mà sức khỏe nó yếu, coi như là người cũng hay mỏi mệt, thế là lên đấy là có khi là ở nhà khi cũng phải mua sẵn ví dụ như một ít thuốc đấy đem lên, là bảo ví dụ như con bị sao đấy lúc đầu hay người nước khác thì có thể là con phải dùng, không thì lúc đó gia đình bố mẹ rồi người nhà không có đấy thì cũng lo. Mình nhìn bạn bằng một cái ánh mắt khác hoàn toàn so với cái nhìn nhận ban đầu. Một thân một mình trên thành phố,
Nhiều khi em phải gồng mình với những khó khăn, không thể ăn uống như bình thường. Lúc này chiếc máy xay là thứ quan trọng nhất đối với em mà mẹ đã dành dụm để mua nó. Em thì bệnh tật mà sức khỏe nó yếu, coi như là người cũng hay mỏi mệt, thế là lên đấy là có khi là ở nhà khi cũng phải mua sẵn ví dụ như một ít thuốc đấy đem lên là bảo về, ví dụ như con bị sao đấy lúc đầu hay người nước khác thì có thể là con phải dùng, không thì lúc đó gia đình bố mẹ rồi người nhà không có đấy thì cũng lo là cho em là nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Để được đi học như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của chị gái. Chị đã dành hết tình thương để lo lắng và giúp em được đi học khi hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Thắng là một người rất ham học và ý chí của em lúc nào cũng muốn vươn lên, muốn khẳng định với bản thân với mọi người là tôi dù bệnh tật nhưng tôi vẫn muốn chiến thắng cái bệnh tật đấy và tôi muốn được đi học. Nên là không những vì tình thương em dành cho Thắng mà vì cái ý chí quyết tâm của thích khi nhập học. Và chúng tôi cũng thấy đây là một trong trường hợp rất đặc biệt. Hoàn cảnh gia đình thì rất khó khăn, em thì rất ham học, trong cái điều kiện mất hoàn toàn cái hàm xương hàm do bị ung thư xương và thường xuyên phải đi vào bệnh viện để chữa trị. Thì có thể nói đây là những trường hợp mà nhà trường cũng rất quan tâm. Với con người thì sức khỏe là thứ quý giá nhất. Nhận thức được điều đó nên em luôn dành thời gian hàng ngày để tập luyện với mong muốn có được sức khỏe tốt để theo đuổi ước mơ của mình. Có lẽ mỗi con người đều có ước mơ của riêng mình. Dù chỉ là những ước mơ nhỏ bé hay lớn lao, dù những ước mơ ấy trở thành hiện thực hay mãi mãi chỉ là ước mơ, thì nó cũng hết sức cần thiết, bởi những ước mơ ấy sẽ là động lực giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ước mơ của tôi là học tập thật tốt và sẽ trở thành một kỹ sư giỏi. Tôi đang thực hiện ước mơ của mình là sẽ cố gắng học tập thật tốt. Vượt qua những khó khăn về vật chất và cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, chàng sinh viên Dương Đức Thắng vẫn đang ngày đêm miệt mài đèn sách, cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình.